Dạ vâng, cửa hàng em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh chuyên tech âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong 3-4 ngày vừa qua do công việc riêng của em, tức là ở giáo xứ Mỹ Động em là mừng đại lễ vượt qua Chúa Phục Sinh. Mấy ngày qua thì em ở trong đoàn cũng rất là bận, đang lên Zalo các bác cũng đã biết, cũng đã cập nhật về cái hành trình của em. Thì thưa quý vị các bác của anh em, cho tới ngày hôm nay thì công việc mừng thánh lễ đã xong, thì em Tiến sẽ quay trở lại với công việc của mình, phục vụ quý vị các bác các anh em về audio hàng bãi. Thưa quý vị các bác cùng anh em, và nhân dịp để mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, em rất vui mừng khấn khởi. Trong video này em sẽ giới thiệu mặt hàng vừa mới cập nhật về. Vừa mới cập nhật về trong video ngày hôm nay gồm có 3 quả súc trầm và 2 đôi loa Buxell và rất nhiều loa 1-2. Chúng ta thấy sau máy quay chúng ta mới thấy được là rất nhiều loa. Đấy, sau máy quay chúng ta thấy một dàn loa luôn. Đấy. Thì trong video này em ước tính nó có khoảng trên chục sản phẩm nhá, trên chục sản phẩm, và những đôi loa này là những đôi loa có giá thành bình dân. Em Tiến bán cho quý vị các bác anh em chúng ta giá đảm bảo bao giờ cũng rẻ nhất trên toàn cầu thị trường, và hàng đảm bảo bao zin tuyệt đối cho quý vị các bác cùng anh em. Và trong video này có lẽ là nó khá dài, cho nên mong quý vị các bác anh em chúng ta cũng đừng tua video, hãy xem chi tiết em Tiến báo giá từng sản phẩm một. Nếu như sản phẩm nào quý vị các bác anh em chúng ta có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy alo thật sớm thật nhanh tay cho em ở trên số điện thoại trên tấm biển, đó là số điện thoại 0966 603 183. Số điện thoại này em đăng ký dùng Zalo, địa chỉ em ở Hiến Thành Kinh Môn Hải Dương, em ở gần nhà thờ thôn Mỹ Động, nhận giao hàng toàn quốc. Các sản phẩm em báo giá không bao gồm cước ship. Và thưa quý vị các bác anh các anh em, điều mấu chốt trong video ngày hôm nay, trong video này những mặt hàng trong video này các bác nhá, thì trong video mặt hàng sản phẩm ngày hôm nay thì để mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, em sẽ có quà tặng cho quý vị các bác các anh em chúng ta. Mỗi một sản phẩm quý vị các bác các anh em chúng ta mua thì em sẽ tặng quý vị các bác các anh em chúng ta 200.000 đồng các bác nhá. Tặng quý vị các bác các anh em chúng ta những cái sản phẩm em báo giá thì chúng ta hãy bỏ ra là 200.000. Đó là những sản phẩm báo giá trên các cái tờ giấy ở trên từng sản phẩm một. Ví dụ em báo 10 triệu thì nó còn 9.8 triệu các bác nhá. Thì đó là quà tặng tri ân cho khách hàng mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Và bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với những sản phẩm. Đầu tiên em sẽ giới thiệu về những quả súc trầm trước các bác nhá. Rồi thưa quý vị các bác các anh em chúng ta, đây là một quả trầm Bass 20 hàng Enery của Canada các bác nhé, hàng Enery của Canada. Quả trầm này sử dụng Bass 20 màng carbon kết hợp sợi thủy tinh gân lụa di nguyên bản nhé. Quả trầm này Bass 20 tiếng đánh rất là hay. Quả trầm Enery hàng nòi của Canada, hàng made in Canada, được sản xuất tại Canada, đằng sau có một lỗ thông hơi các bác nhé. Quả trầm này em bán quá nhiều rồi. Quả trầm Enery model là ES8 các bác nhé, giá 2.800.000 đồng. Vị trí là chúng ta trừ ra 200 còn 2.6 các bác nhá. Và tiếp theo là một sản phẩm siêu khủng. Quay xa xa một chút. Một sản phẩm siêu khủng nhá. Quả này có giá là 11.800. 11.800 các bác nhá, quả trầm Calip. Nó có cái bốn cái chân nhựa ở đây rất là đẹp đúng không ạ? Và phía sau chúng ta thấy dây rắc của nó là còn zin nguyên bản luôn. Và cái lỗ thông hơi của nó quá to, cực kỳ to, cực kỳ to luôn. Quả trầm Calip, cái model của nó nằm ở dưới này các bác nhé. Tí em sẽ đọc model cho quý vị các bác anh em chúng ta. Ở sau đây là đầy đủ các cổng kết nối anh chơi. Các cái rắc đường đi vào của nó toàn mạ vàng, chống nhiễu. Và đây là các đường rất nhiều đường chỉnh, rất nhiều đường chỉnh. Và đặc biệt là quả trầm này là quả trầm hàng Mỹ nòi các bác nhé. Sử dụng nguồn điện 120V, nguồn điện Mỹ các bác nhá. Nguồn điện 120V, nguồn điện Mỹ nòi. Các bác các anh em chúng ta lưu ý đường cắm điện. Và đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi ở đây. Đây là bên này là bên đi vào cho các cái đường rắc chúng ta đấu lối bằng âm đi nhật thì chúng ta đấu đường dây ở đây. Còn chúng ta có những hệ vang thì chúng ta đấu ở đây. Và có những âm đi Jaguar hoặc California thì chúng ta đấu vào đường này các bác nhá. Còn riêng cái đường này chúng ta dành cho âm đi nhật đấu đường dây ra. Đường dây của nó là đấu như đấu loa đấy các bác nhá.
Tiếp đến là mùa trái tim của em chồng. Trái tim của em chồng này thì em chồng này sử dụng một loa bass có đường kính là 30, bass có đường kính 30, mang carbon và kết hợp sợi thủy tinh các bác nhá, và gân cao su zin nguyên bản luôn. Quả trầm này tiếng bass đánh vô cùng hay và có giá thành cực kỳ hợp lý. Quả trầm Calip Modern là S-Virus Sub 12 HGB các bác nhá. 120V ở đây là nhà sản xuất đề là điện Mỹ đây. S-Virus Sub 12 HGB. Chúng ta hãy gọi tắt nó là quả trầm Calip Modern là S-Virus 12 cho em. Như vậy gọi tắt như vậy cho nó dễ nhớ các bác nhá. Quả trầm này có giá là 11.800.000. Và tiếp theo là một quả trầm Boston đến từ Mỹ, bát 30 có giá thành vô cùng hợp lý luôn. Quả trầm Boston này có giá là 6.200.000 ở đây các bác nhá. Đây là cái núm volume để chỉnh âm lượng của quả trầm. Tiến đến phía sau, chúng ta đang nhìn thấy một lỗ thông hơi và đây là thương hiệu của quả trầm. Quả trầm Boston model là 610PV700 nhá. Thì đọc ký tự đây nó có hai cái tem, một cái tem trên và tem dưới, thì cái tem dưới nó ngắn gọn hơn. Đó là quả trầm Boston model là PV700 các bác nhá, PV700. Sử dụng nguồn điện là 120V các bác nhá, nguồn điện 120V. Đây 120V ở đây. Giải tần cắt từ 60, nó có giải tần cắt là 60Hz các bác nhá, giải tần cắt 60Hz, đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi ở đây, không thiếu đường kết nối ăn chơi nào nhé. Và đến với thông số của em trầm thì chúng ta thấy là quả trầm này sử dụng một loa bass có đường kính 30 mà carbon kết hợp sợi thủy tinh, cái gân của nó còn zin nguyên bản luôn các bác nhá, cái gân của nó còn zin nguyên bản luôn. Và cái bát của nó chúng ta thấy là cái bát nó sâu như cái giếng vậy các bác nhá. Cái bát của nó sâu như cái giếng. Quả trầm này tiếng cực kỳ hay, rất là mềm và sâu, giá thành rất là hợp lý, 6.200.000. Và tiếp theo, mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với hai siêu phẩm loa Buxell. Đầu tiên là một đôi loa đế tôn đến từ Nhật Bản, nó có tên model là DS11XL các bác nhá. Sử dụng trong nhà mình là một cái loa bass có đường kính là 16, mang carbon gân mút và một loa siêu tép. Đối với những dòng loa này thì em kê ở đây, quý vị các bác anh em chúng ta hãy hình dung ra là ví dụ chúng ta chơi một đôi loa này hoặc chúng ta chơi một đôi loa này, cảm thấy mà cái giải lời của ca sĩ và giải tép, tức là giải sáng của một bộ cấu hình âm thanh nó bị thiếu thì chúng ta hãy hỗ trợ thêm những đôi loa Buxell như thế này vào, nó rất là hay. Nó trả lời cho chúng ta nghe nhạc cũng như là hát hò karaoke. Đôi loa Denon Modern DS11XL Win VKL VKL này. Công suất của nó là 100W các bác nhá, công suất 100W, hàng được sản xuất tại Nhật Bản. Đôi này thì đôi này nó trùng sơ đi luôn các bác nhá, trùng sơ đi luôn. Bên này là 439, bên này cũng là 439, là loa trùng sơ đi. Cặp loa này có giá là 2.800.000 các bác nhá, giá 2.800.000. Giá 2.800.000 nhá. Và tiếp theo sản phẩm nữa đó là sản phẩm loa Buxell. Đôi loa Onkyo Liverpool các bác nhá. Loa Onkyo Liverpool. Những dòng loa Buxell mà có chữ Liverpool là một hãng loa cao cấp các bác nhá, cao cấp, nó có chữ Liverpool. Liverpool ví dụ như là chúng ta thấy em Tiến bán là những đôi loa 500 rồi 400 rồi 4500 set nó đều có chữ Liverpool. Cấu hình của dòng loa Liverpool nó luôn cho một cái cấu hình là gấu và tiếng là rất là hay. Đôi loa này sử dụng là cũng một loa bass có đường kính là 16, màng carbon kết hợp sợi thủy tinh và một loa tép đôm ở đây rất là to các bác nhá, một loa tép đôm rất là to. Đôi loa, những đôi loa này thì nó hàng về nó rất là đẹp, thùng nó rất là đẹp. Và giá của đôi loa này là 3.200.000 đồng. Ở đằng sau có một cái lỗ thông hơi rất nhỏ gọn ở đây.
Thì đôi loa này cũng trùng series các bác nha, cũng trùng series. Các bác hãy nhớ đuôi series là 9180, bên này cũng là 9180. Đuôi series là trùng đôi trùng cặp. Đôi loa Onkyo model là D150 các bác nha. Loa Onkyo model D150. Công suất của nó là 150W trên một chiếc loa các bác nha. Cả đôi này bé thôi nhưng có công suất lên tới 300W các bác nha. Cái công suất này không phải là một cái công suất tiêu thụ mà công suất này là công suất chịu đòn, chúng ta phải lưu ý. Công suất chịu đòn khi chúng ta hỗ trợ nó để làm loa đời karaoke nó rất hay chịu sức chịu đòn của nó. Nó rất là ok. Có độ nhạy là 6,4 ohm và trở kháng của nó là 6,4 ohm và độ nhạy của nó là 89 dB. Nó có đề cả cân nặng ở đây này, 6,8 kg và hàng made in Japan. Đôi loa có giá 3.200.000 các bác nhá. Tiếp theo, mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với một siêu phẩm đỉnh cao các bác nhá, một siêu phẩm đỉnh cao. Đó là một đôi loa Detone model là 97C các bác nhá. Đôi loa Detone model là 97C. E căng còn đành đặn và rất đành đặn. Nói về đôi loa model Detone DS97C. Đây là qua chữ T-Bone. Nó có chữ là DS97C T-Bone. Sử dụng cấu hình là 3 way trên một thân thùng, tức là 3 đường tiếng, gồm có một loa bát có đường kính là 30 cm. Cái màng của nó là một chất liệu màng rất là cao cấp các bác nhé. Màng này giống như là nó là màng carbon cao cấp, cực kỳ cao cấp. Bây giờ trong cái màng này nó được dệt những cái sợi tơ tằm ở trong này. Nó như kiểu là màng Kevlar các bác nhá, giống như là màng Kevlar của những đôi loa Anh. Người ta thường gọi là màng này là hệ thống màng này là màng chống đạn các bác nhá, màng chống đạn. Ví dụ như là những đôi loa BB kép mà nó trang bị màng này, người ta thường gọi là màng Kevlar chống đạn. Tức là đạn bắn không xuyên qua được. Đấy là theo một số giới audio nói như vậy, còn không biết là em cũng chưa thử lấy đạn bắn bao giờ cho nên là cũng không biết nó có xuyên qua được không. Lôn là như vậy thì các bác nhá, thì em cũng đọc ở trên thông số thấy các cái nhà người ta quảng cáo người ta nói là như vậy, thì em cũng nói như vậy để cho các bác anh em chúng ta tìm hiểu dễ hơn. Gồm có một loa bát 30, dòng này thì chúng ta miễn bàn luận về cái độ gấu của nó các bác nhá, miễn bàn luận về cái độ gấu của nó vì cái độ gấu của nó quá gấu. Ví dụ cái bát của nó củ nó cực kỳ to và củ của nó là củ gung đúc các bác nhá, củ gung đúc liên khối. Và trên này là một loa trung đôm, một loa tép đôm. Chúng ta thấy cái bát có một cái viền chỉ vàng ở đây chạy rất đẹp, và kể cả cái loa trung của nó cũng có một cái viền chỉ vàng đây rất là đẹp. Và đặc biệt ở dưới cái thành loa chúng ta thấy cũng có một cái viền chỉ vàng, đúng không ạ, rất đẹp đúng không ạ. Và cái lỗ thông hơi ở phía trước mặt chúng ta, dòng loa này có chất âm cực kỳ hay, mềm mại và đồng thời chơi đa phần là nhạc hát hò karaoke. Đôi loa siêu đẹp các bác nhá, và giá thì chúng ta khỏi phải nghĩ. Và đôi loa này em tiến bán cho quý vị các bác anh em chúng ta, có lẽ quý vị các bác anh em chúng ta phải giật mình. Bởi vì trên thị trường đôi loa này đang có một cái mức giá là 21 triệu đến 22 triệu. Đó là giá em theo dõi là trong cuối năm ngoái. Còn giá đợt này trong năm nay thì đã lên. Nhưng em tiến bán cho quý vị các bác anh em chúng ta đôi loa này, quý vị các bác anh em chúng ta phải giật mình ngỡ ngàng các bác nhá. Đây là với L và với R, nó đồng thời là tương ứng với phải và trái. Loa Detone DS97C. Công suất là 230W trên một thân thùng loa các bác nhá. Có trở kháng là 6 ohm. Cái model của thùng loa em đọc series thì để quý vị các bác anh em chúng ta nhận và cho mình sản phẩm nó đúng hơn các bác nhé. Đôi này có series một bên là 853, còn một bên này là 741.
các bác nhá. Đấy. Đôi đa này em Tiến đang có một cái mức giá bán cực kỳ là rẻ cho quý vị các bác anh em chúng ta. Hàng bao zin và bao đẹp tuyệt đối cho quý vị các bác anh em chúng ta. Đấy. Thì cấu hình này, đôi đa này em bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với giá là 15 triệu đồng các bác nhá. 15 triệu đồng. Cái gân này của nó là gân vải các bác nhá, gân vải tẩm dầu. Gân vải tẩm dầu, chúng ta nhìn qua máy quay chúng ta thấy là cái gân vải của nó lúc nào cũng ướt đúng không? Và khi chúng ta mang về đưa về chơi những đôi loa này thì càng đánh thì cái gân loa này càng ướt các bác nhá. Khi mà cái màng loa này nó thụt ra thụt vào như thế này thì cái mà gân này nó sẽ làm việc và đồng thời là nó sẽ tiết xuất ra cái dầu dưỡng gân loa ở đây, càng đánh càng bóng và sẽ nếu đánh nhiều thì sẽ chảy cái dầu xuống đây nữa các bác nhá. Đó là gân tẩm dầu, cho nên là dòng gân này rất bền và cũng rất mềm. Giá 15 triệu cho quý vị các bác anh em chúng ta nhá, quá rẻ đúng không ạ? Và tiếp theo, đây là một sản phẩm siêu độc lạ, thưa quý vị các bác anh em chúng ta, siêu độc lạ cực kỳ nặng. Đấy, siêu độc lạ và cực kỳ nặng. Đôi loa này là một đôi loa hàng siêu hiếm, dòng loa high-end các bác nhá, dòng loa high-end. Tại sao lại nói về dòng loa high-end? Khi mà em giới thiệu một đôi loa high-end thì không phải là đôi loa nào em cũng giới thiệu nó là loa high-end. Và tất cả trong đây có hơn chục sản phẩm, gần 10 sản phẩm là đôi loa, nhưng có một đôi loa này là một đôi loa high-end, dòng loa high-end. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đôi loa này chúng ta hãy check cái model, tí em sẽ dí sát cái máy quay vào quý vị các bác anh em check cái model của đôi loa này ra, chúng ta biết được nó là dòng loa high-end các bác nhá. Cấu hình loa này chúng ta đang được thấy đôi loa rất nặng nhé, đôi loa cực kỳ nặng và cấu hình của nó chỉ có như thế này thôi, không có e căng đâu nhá. Chúng ta nhìn này, tất cả từ trên xuống dưới này nó không có một cái lỗ nào để mà gài e căng. Đấy, cho nên là dòng loa này chúng ta vào trong Google chúng ta tra thì nó cũng trần truồng như thế này chứ không có e căng các bác nhá. Thì đôi loa này sử dụng cho là mình ở đây là một loa bát có đường kính là 25, bát sườn có đường kính 25, cổ cực kỳ gấu các bác nhá, cực kỳ gấu, bát sườn, hai bát sườn. Hai cái bát sườn này nó chỉ có cái nhiệm vụ là đánh tiếng súp ra mà thôi các bác nhá. Hai cái bát sườn này nó có cái nhiệm vụ duy nhất là cho ra cái âm súp trầm, không lẫn tạp âm, tức là không lẫn lời, chỉ có tiếng trầm mà thôi. Chính vì thế đôi loa này nghe cái giải trầm và cái giải cao cực kỳ lung linh và lịnh tai. Và ở phía trước đây, trước mặt chúng ta có hai cái loa. Đây là loa trung, tức là loa lời. Loa trung này có đường kính là 14-15 gì đó các bác nhé, 14-15 gì đó. Màng của nó là màng Kevlar, màng này là màng Kevlar, màng Kevlar chống đạn các bác nhé, màng Kevlar chống đạn. Và trên này là một loa kép đồ các bác nhé, một loa kép đồ. Đến với cấu hình của loa, chúng ta chỉ cần nhìn cái cọc loa chúng ta biết được là dòng loa cao cấp hay không. Phía sau có một lỗ thông hơi và hãy mà máy quay hãy dí sát vào cái tem loa. Chúng ta nhìn cái tem loa và các bác hãy chụp hình lại và chúng ta đánh cái chữ ở trên cùng này này. Vào Google chúng ta đánh cái chữ trên cùng, hàng chữ in đậm này, và chúng ta sẽ biết được cái đôi loa này nó sẽ hiện lên hình. Chúng ta sẽ biết được là đây là một đôi loa high-end các bác nhá. Dòng loa được sản xuất tại Canada, loa của Canada, và cái tên này thì em không dịch được các bác nhá. Các bác giỏi tiếng Anh các bác dịch em hàng chữ trên này ngay nhá. Đôi loa này cũng không có đề cái công suất, cũng không đề trở kháng các bác nhá. Đó. Một dòng loa mà đây là một dòng loa nó sản xuất có giới hạn rất ít, tức là sản xuất giới hạn rất ít. Và người đưa đôi loa này về đất nước Việt Nam cũng là em đầu tiên các bác nhá. Em đưa lên bán đôi loa này trên đất nước Việt Nam là lần đầu tiên, và cũng lần đầu tiên nó được xuất hiện ở trên TV. Và bây giờ sẽ mời quý vị, video bao nhiêu phút rồi?
19 phút 20 phút rồi. Em sẽ giới thiệu vắn tắt và nhanh cho quý vị các bác anh em mấy đôi loa này, vì video quá dài cho nên là sẽ khó khăn đẩy lên các bác nhé. Đây là một đôi loa huyền thoại Beulah S180A, được mệnh danh là ông vua nhập vàng các bác nhé. Đôi loa này sử dụng bát 30 màng giấy và một cái gân là gân mút, và một loa chung này là loa chung đôm màng titan, một loa tép đôm nỗ thông hơi, hai vi tinh chỉnh các bác nhé. Đôi loa này bao zin tuyệt đối cho quý vị các bác các anh em chúng ta, và giá của nó rất là hợp lý. Giá của đôi loa này là 22.800, hàng đôi loa này về thì rất là cao. Hôm cách đây khoảng 3-4 ngày em đã bán một đôi loa như thế này, tức là nó đẹp hơn đôi này một chút, là giá 28.500. Về đôi loa này hôm nay có giá là 22.800, chúng ta trừ đi 200 thì còn 22.600, có đúng không ạ? Hàng bao zin tuyệt đối cho quý vị các bác anh em chúng ta, tất cả là bao zin về tuyến loa và rất đẹp. Và thi thoảng các bác nhé, hàng bãi về thi thoảng thì cái chỗ này nó hơi bị nhem nhem bẩn ở cái chỗ màng, chúng ta nhìn qua máy quay chúng ta biết được là chỗ này, từ chỗ này nó khoảng nó rất là đẹp, và cái chỗ này thì nó hơi khoang khoang. Ở đây không phải là bẩn hay cái gì đó, mà cái này nó giống như kiểu là bên kia người ta dùng nó cũng gần như là cái vết bẩn, vết nhọ gì đó các bác nhé, người ta quẹt cái vết nhọ gì đó, cho nên em không can thiệp về cái này các bác nhé, không can thiệp về vấn đề này. Và cái vấn đề là nó cũng không ảnh hưởng gì đến nó chất âm. Và chúng ta hãy đến với thân thùng của em loa. Cái thùng của loa thì vuông hoặc sát cạnh các bác nhé, vuông hoặc sát cạnh. Và tất cả những đôi loa này, ngoại trừ có cái đôi mà loa cây là không có e căng, còn nó tất cả nó là đều có e căng các bác nhé, đều có e căng, tất cả đều có e căng, và e căng rất là lành. Đôi loa Beulah S180A chúng ta nhìn bảng ở phía sau quá đẹp đúng không ạ, rất đẹp, đôi loa rất đẹp, rất đáng chơi ở trong cái mức giá là 22.800 các bác nhá. Và tiếp theo đến với sản phẩm loa Yamaha Moderna LS500M, có một cái thân hình sử dụng gỗ nặng ba mặt, mặt này, mặt nóc và mặt trước, nó hiển thị nên một cái màu vàng rất đẹp đúng không quý vị các bác anh em. Đôi loa này sử dụng ba đường tiếng, gồm có một loa bát có đường kính 30 màng giấy gân vải duy nguyên bản, đây là loa trung đôm và tép đôm, hỗ trợ hai vi tinh chỉnh các bác nhá. Đây là một dòng loa Yamaha, dòng loa rất là hay. Nói về lô loa này thì em về được 10 đôi, và 2-3 ngày trước em đã bán đi 4-5 đôi, và còn đâu đây chỗ này thôi các bác nhá, đâu đây chỗ này thôi. Thì cái seri của nó, đôi loa này là đôi loa trùng seri 647 với NR. Em đọc 3 số đuôi thôi nhá, 647. Bên này cũng là 647 với NR các bác nhá. Đôi loa Yamaha Modern LS500M, hàng made in Japan, không đầy công suất cũng không đầy trở kháng. Và đây là một những dòng loa thùng nén, chúng ta ghép với những chiếc âm ly Sansui hoặc Beulah có chất âm rất là hay, và đặc biệt là thể hiện karaoke ở trên những đôi loa này rất là hay các bác nhá. Và trong video này nhân tiện đến với dòng loa này thì cảm ơn các bác các anh em mấy hôm trước đã ủng hộ cho em những dòng loa này để hát karaoke, và trực tiếp là tay em Tiến đã đi lắp karaoke cho các bác các anh em chúng ta về dòng loa này. Chúng ta hát mỗi đôi thôi, thật sự đó. Hôm nào em ghép cho những căn phòng khoảng 70-80 m² mà ghép mỗi đôi loa này vào hát karaoke phải nói là hay thật các bác nhá, nghe nhạc mềm mại sâu mềm rất là hay luôn. Và giá của đôi loa này là 9.2 triệu các bác nhá, 9.2 triệu. Và tiếp theo đây cũng là một đôi loa có cấu hình giống như vậy các bác nhá, giống như vậy thì cũng là 9.2 triệu. Chúng ta nhìn nó có khác gì nhau ạ, nó khác không khác gì nhau đúng không ạ, cho nên là em để ở đây để là giới thiệu cho quý vị các anh em chúng ta đấy, nhân tiện thì là đấy, nó cũng là cùng chosi cùng cái tên loa nhá, Yamaha Modern LS500M các bác nhá, cũng cấu hình sử dụng như vậy các bác nhá, cũng bát 30 màng giấy gân vải đấy, trung đôm tép đôm hay cái kinh chỉnh đây. Và đôi loa này thì lại có cái sơ di như sau. Đôi loa này là đôi loa không trùng sơ di, không trùng sơ di các bác nhá, không trùng sơ di.
đô la này và cũng có giá là 9.200.000 các bác nhá. 736 bên này là VR, 736 và 141 các bác nhá. 141 736. Rồi. Và tiếp theo. Đây là một sản phẩm nữa. Sản phẩm này có giá là 8.800.000 đồng, đôi loa Yamaha Model NS600. Thưa quý vị, các bác anh em chúng ta, những đôi loa Yamaha Model 500, 590, rồi 600, 690, rồi 690 đuôi BK thì cấu hình của nó giống nhau. Điều này chỉ có những người thợ như chúng em mới biết được là nó giống nhau. Tại sao cũng là bát 30 có cấu hình thùng đen, thùng vàng hay vân vân nọ kia, thì có những cái bác thì thích loa màu đen, có những bác thích loa màu vân gỗ. Cho nên là vấn đề này là theo ý thích của quý vị các bác anh em chúng ta. Và cấu hình của nó tại sao nó có cái giá xem tiền nhau. Về các cái cấu hình bát thì nó chung một cấu hình bát, tức là thay đổi về cái màng, nhưng cái củ của nó là y án các bác nhá. Cái củ của nó là y án, còn đâu là khác nhau về cái màu màng và gông loa. Điều này không cho chất âm nổi trội, cho nên là cái giá của nó, tức là em phân biệt đây là chất âm của những đôi loa ví dụ như kiềng vàng, kiềng trắng hay là lọ kia vân vân, nó không hơn nhau ở chất âm và nó chỉ hơn nhau ở cái vẻ mặt bên ngoài các bác nhá. Còn cái củ lâm châm của nó y như trang nhau thôi, y trang nhau, nó giống như giọt nước vậy các bác nhá. Cho nên là chất âm nó không có cái gì khác biệt, nó giống nhau hoàn toàn. Là đây là một đôi loa Yamaha Model NS600 bát 30 màng giấy, gân của nó là cũng là gân zin, gân lụa. Và đây là loa trung đôm, tép đôm, hai vi tinh chỉnh ở đây các bác nhá. Đôi loa này là một đôi loa sở hữu một cái thùng gỗ nặng màu kiểu như là màu của nó, cái màu này nó gọi là cái màu vân gỗ kiểu màu nho chín, chứ là nó không đặc sắc như cái em này, nó không vàng khe đấy, rất là đẹp. Thì đôi loa này có một cái sơ di là 596 các bác nhá, 596 VR, bên này cũng là 596 VL. Rồi các bác thấy em Tiến dạo này chuyển hàng toàn là những đôi loa trùng sơ di thôi, đúng nhá. Đôi loa này cũng trùng sơ di và giá của đôi loa này kiềng vàng là 8.800.000. Và tiếp theo, đây cũng là một đôi loa có giá 9.200.000, nó giống như cái đôi loa kia, đôi loa Yamaha LS500MA cũng có giá 9.200.000. Và đôi loa này MA nó sở hữu là màng carbon các bác nhá, màng carbon này là màng carbon da rắn các bác nhá, và gân của nó cũng là gân vải, cũng trung đôm, tép đôm, hai viên tinh chỉnh ở đây, rất đẹp đúng không ạ. Đôi loa này có một cái sơ di một bên vế B là 415, sang đến đời này thì nó lại đời là BA. 415 đây là bên B, còn bên này là 005 bên A các bác nhé. Công suất là 200W, hàng made in Japan, trở kháng 6 ohm. Em giới thiệu nhanh, chứ còn các bác check model này thì em Tiến bán quá nhiều rồi, và cũng như là mọi người bán cũng quá nhiều rồi các bác nhé. Và tiếp theo đây là một đôi loa, một sản phẩm cuối cùng trong video này. Sản phẩm cuối cùng trong video này là một đôi loa Yamaha Model LS600 các bác nhá. Đấy, các bác thấy 500 rồi 600 nó đều như nhau, có giá xem nhau, không cao tiền là bao nhiêu, cũng bát 30 màng giấy, gân của nó cũng là gân lụa mềm sau, và đây trung đôm, tép đôm, hai viên tinh chỉnh đây. Và các đôi loa này thì nói thật với quý vị các bác anh em chúng ta là đẹp đứt tay luôn các bác nhá, nói là thành bách ấy, đẹp đứt tay. Giá của đôi loa này là 8.600.000 và số sơ di bên này là 816 với L và bên này cũng là 816 với R, trùng đôi trùng cặp các bác nhá. Rồi, đôi loa là có giá 8.600.000 các bác nhá. Và em Tiến chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị các bác các anh em đã dành thời gian vàng ngọc theo dõi video em giới thiệu về sản phẩm trong những quả trồng và những đôi loa. Kính chào toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta, và hẹn gặp lại quý vị các bác các anh em chúng ta. Chân thành cảm ơn và kính chào, hẹn gặp lại.